Xin chào các em, hôm nay chúng ta vào bài học bộ môn công nghệ chín. Nội dung chính của bài học ngày hôm nay chúng ta gồm có hai phần chính. Nhất là lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà. Hai là kiểm tra an toàn của mạng điện trong nhà. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay là biết được một số phương pháp lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà, hiểu rõ sự cần thiết kiểm tra an toàn mạng điện và biết cách kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà, đảm bảo một số yêu cầu về an toàn mạng điện khi sử dụng. Phần thứ nhất, chúng ta đi tìm hiểu lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà. Các bạn quan sát trên hai hình hãy cho biết các kiểu lắp đặt của mạng điện trong nhà. Vậy chúng ta sẽ đi tìm hiểu về mạng điện lắp đặt kiểu nổi. Các bạn quan sát trên hình vẽ và hãy cho biết phương pháp đặt điểm của mạng điện lắp đặt kiểu nổi. Các bạn cho biết các vật liệu cắt điện bao gồm. Bên cạnh đó, qua hình vẽ thì các bạn hãy cho biết, hãy nêu một số yêu cầu của mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi. Nhất là đường dây phải song song với vật kiến trúc, cao hơn mặt đất từ 2,5 mét trở lên và vật kiến trúc không nhỏ hơn 10 mm. Tổng tiết diện của dây dẫn trong ống không vượt quá 40% tiết diện ống. Bảng điện phải cách mặt đất tối thiểu từ 1,3 đến 1,5 mét. Khi đặt dây dẫn đổi hướng, phân hoặc phân nhánh phải tăng thêm kẹp ống. Không luồn các đường dây khác cấp điện áp vào chung một ống. Đường dây dẫn đi xuyên qua tường hoặc trần nhà phải luồn qua ống cắt điện, hai đầu ống phải nhô ra khỏi tường 10 mm. Phần thứ hai, trên đây là một số hình ảnh mà nói lên cái quy trình lắp đặt mạng điện kiểu ngầm. Chúng ta tìm hiểu mạng điện lắp đặt kiểu ngầm về phương pháp và đặc điểm của nó. Về phương pháp lắp đặt là dây dẫn được đặt trong rãnh các kết cấu xây dựng như tường, trần, sàn, bê tông và các phần tử kết cấu khác của ngôi nhà. Đặc điểm là đảm bảo được vẻ đẹp mỹ thuật và cũng tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dẫn nhưng khó sửa chữa khi hỏng hóc. Việc lựa chọn cách đặt dây dẫn phải phù hợp với môi trường, yêu cầu sử dụng và đảm bảo an toàn điện. Từ lắp đặt mạng điện kiểu ngầm và lắp đặt mạng điện kiểu nổi, các bạn hãy so sánh ưu điểm, khuyết điểm của lắp đặt mạng điện. Về lắp đặt mạng điện kiểu nổi, như vậy qua so sánh ưu điểm và khuyết điểm của lắp đặt mạng điện thì chúng ta sẽ tìm hiểu phần thứ hai là kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà. Khi hoàn thành mạng điện thì chúng ta cần phải đảm bảo an toàn điện mạng điện. Ta phải kiểm tra mạng điện sau khi đã hoàn tất. Khi kiểm tra chúng ta cần chú ý.
là trước khi kiểm tra phải ngắt điện và kiểm tra phần thứ nhất, chúng ta đi vào kiểm tra dây dẫn điện. Vậy dây dẫn điện trong nhà có nên dùng dây dẫn trần không? Tại sao? Dây dẫn điện trong nhà không nên dùng dây dẫn trần vì rất nguy hiểm đến tính mạng của con người trong nhà. Và khi lắp đặt dây dẫn có được buộc lại với nhau không? Tại sao? Kiểm tra cắt điện của mạng điện dây dẫn điện. Kiểm tra các ống luồn dây dẫn. Kiểm tra dò điện. Kiểm tra các thiết bị điện. Cầu dao công tắc. Các bạn hãy làm khắc phục của một hiện tượng của cầu dao công tắc. Ngắt cầu dao, tháo ra nối lại mối nối, siết chặt mối nối bị lỏng, thay công tắc mới, dùng tua vít để vặn lại cho chắc chắn. Trên đây là một số ký hiệu trạng thái làm việc, hướng chuyển động của núm đóng cắt, cầu dao và công tắc. Cần kiểm tra vỏ mối nối dây dẫn điện với phụ kiện các ốc vít, hướng chuyển động của núm đóng cắt của thiết bị. Kiểm tra cầu chì. Cầu chì được lắp đặt ở dây pha bảo vệ cho các thiết bị đồ dùng điện. Cầu chì phải có nắp che không bị hở. Kiểm tra sự phù hợp của số liệu định mức cầu chì với yêu cầu làm việc của mạng điện. Ổ cắm điện và vít cắm điện. Vít cắm điện, vỏ chốt cắm phải chắc chắn, đảm bảo tiếp xúc tốt với các cực của ổ cắm điện. Các dây nối vào ổ cắm vít cắm điện phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn điện để tránh bị chập mạch và đánh lửa. Sử dụng nhiều loại ổ cắm điện khác nhau cho thấy nhiều cấp điện áp khác nhau để tránh nhầm lẫn. Không đặt ổ cắm điện ở những nơi ẩm ướt, nóng quá hoặc nhiều bụi. Kiểm tra các đồ dùng điện. Kiểm tra cắt điện của đồ dùng điện. Kiểm tra dây dẫn điện và các mối nối. Kiểm tra các bộ phận của đồ dùng điện. Kiểm tra định kỳ và sửa chữa các đồ dùng điện kịp thời. Về tóm tắt bài học, trong bài 11, các bạn cần lưu ý ở hai điểm là mạng điện lắp đặt kiểu nổi, mạng điện lắp đặt kiểu ngầm. Kiểm tra an toàn điện, mạng điện trong nhà là kiểm tra dây dẫn điện, kiểm tra cắt điện của mạng điện, kiểm tra các thiết bị điện, kiểm tra đồ dùng điện. Như vậy, bài học của chúng ta tới đây là hết. Thầy chúc các em chăm ngoan, học giỏi.